rủ nhau mang 9 bánh heroin và một bánh hồng phiến đi bán kiếm lời. Hàng A Vự và Mùa Nủ Xúa rủ nhau mang 9 bánh heroin và một bánh hồng phiến đi bán với giá 1,3 tỷ đồng. Nếu chót lọt, các đối tượng sẽ được hưởng lợi 300 triệu đồng. Ngày 4 tháng 4, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vào lúc 20 giờ 25 phút ngày 3 tháng 4, tại km 27, quốc lộ 279 đê địa phận Bản Đốc, xã Khoen On, huyện Than Uyên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Than Uyên, bắt quả tang hai đối tượng là Hàng A Vự, sinh năm 1973, ở Bản Kéo ớt, xã Trường San, huyện Mường La, tỉnh Lai Châu, và Mùa Nủ Xúa, sinh năm 1974, ở Bản Hủy Văn, xã Mường Rôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 9 bánh heroin và một bánh hồng phiến, 3 điện thoại di động, 2 xe máy và một số tài liệu có liên quan. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên với giá 1 tỷ đồng, mới trả trước 500 triệu đồng, rồi móc nối, mang số ma túy trên bán ra các địa bàn giáp danh với giá 1,3 tỷ đồng. Nếu vụ việc chót lọt, các đối tượng sẽ được lợi 300 triệu đồng. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang phối hợp với Công an huyện Than Uyên mở rộng điều tra vụ án.